Một trong những đại chiến được mong chờ nhất ở lượt đấu thứ hai Champions League là màn chạm trán giữa Bayer Leverkusen và AC Milan. Ngay cả huấn luyện viên Xabi Alonso của đại diện nước Đức cũng không ngại tán dương đối thủ bằng tuyên bố: AC Milan là biểu tượng của lịch sử Champions League và tôi luôn theo dõi họ kể từ thời Arrigo Sacchi và Fabio Capello. AC Milan có những cầu thủ tuyệt vời và được đối đầu với họ là vinh dự cho chúng tôi. Sau một trận derby đầy sóng gió thì thủ thành Thibaut Courtois có không may dính chấn thương. Theo báo chí Tây Ban Nha, ngôi sao 32 tuổi gặp vấn đề ở cơ khép chân trái và sẽ vắng mặt trong các cuộc đấu gặp Lille ở Champions League và Villarreal tại La Liga. Khả năng cao Lunin sẽ là người bắt chính cho kè trắng ở hai màn chạm trán vừa nêu. Về thời gian tái xuất của Thibaut Courtois, ngôi sao người Bỉ nhận kỳ vọng trở lại sau khi quãng nghỉ quốc tế kết thúc. Đúng như dự báo từ truyền thông thì Barcelona vừa có động thái giữ chân Marc Bernal, được biết giao kèo mới của cầu thủ người Tây Ban Nha kéo dài đến năm 2026 cùng tùy chọn gia hạn thêm 3 mùa giải. Một điểm đáng chú ý khác là mức phí phá vỡ hợp đồng của Marc Bernal lên đến 500 triệu euro và đây là chi tiết thể hiện sự cam kết giữa hai bên. Giới chủ Tottenham đang cân nhắc bán lại gà trống và đã có những cuộc thương thảo đầu tiên giữa những vị doanh nhân quyền lực. Điều đặc biệt là trong số vài cái tên đã quan tâm đến đại diện thành London có cả Amanda Staveley và Medard Guduci, một đôi vừa nêu từng là đồng sở hữu của Newcastle và đang muốn quay lại thế giới bóng đá và cách mua lại cổ phần của Tottenham. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Pha vào bóng từ phía sau mà Marco Llorente tạo ra với Fran Garcia đã khiến cầu thủ của Atletico Madrid bị đuổi khỏi sân ở cuối trận derby. Về phía Fran Garcia, ngôi sao người Tây Ban Nha đã dính chấn thương gần Asin và cần thêm những buổi kiểm tra y tế để làm rõ tình hình. Tất nhiên, pha phạm lỗi vừa nêu không phải lần duy nhất mà cầu thủ hai bên khiến đối phương nằm sân với tình huống vào bóng nguy hiểm. Liverpool vừa đánh chiếm ngôi đầu EPL của Manchester City sau khi vòng 6 khép lại. Thế nhưng theo tính toán từ Opta, The Kop chỉ có 9,06% khả năng giành ngôi vương ở mùa này. Đối lập với con số khiêm tốn trên là thống kê lên đến 73,38% xác suất Man City bảo vệ thành công ngôi vương. Trong khi đó, đội bóng đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng là Arsenal nhận dự báo vô địch là 17,16%. Tất nhiên, mọi tính toán chỉ để tham khảo nên cơ hội vẫn còn nguyên với những tập thể đang ở top đầu của EPL. Kể từ khi sở hữu Paris Saint-Germain thì chủ tịch Nasser El-Khelaifi đã chi khá nhiều tiền để nâng cấp đội hình cho đại gia nước Pháp. Thậm chí vị quản lý quyền lực còn muốn xây dựng một sân vận động mới cho đại diện Lyon và đã dục dịch chuẩn bị cho tham vọng trên. Hiện tại nhiều nhân sự của Paris Saint-Germain đang tìm khu vực phù hợp để xây sân cũng như tổ hợp giải trí xoay quanh thánh địa mới mà Nasser El-Khelaifi muốn tạo dựng. Chỉ kiếm được một điểm ở cuộc đụng độ Atalanta tại vòng mở màn của Champions League nên Arsenal đặt quyết tâm rất lớn trước đại chiến Paris Saint-Germain đêm nay. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Mikel Arteta còn đón thêm tin vui về lực lượng khi ba ngôi sao Takehiro Tomiyasu, Riccardo Calafiori và Mikel Merino đều đã tham gia tập luyện vào hôm qua. Việc này mở ra cơ hội cho những cái tên vừa nêu xuất hiện trong cuộc đấu với Paris Saint-Germain trên thánh địa Emirates. Dẫu vậy, pháo thủ sẽ thiếu vắng đội trưởng Martin Odegaard do ngôi sao người Na Uy cần thêm thời gian để hồi phục. Được đưa về sân Camp Nou như phương án tình thế khi Ter Stegen gặp chấn thương, nhưng Szczesny cực kỳ quyết tâm giành được vị trí số 1 nơi khung gỗ của Barcelona. Bản thân huấn luyện viên Hansi Flick cũng bỏ ngỏ mọi khả năng qua tuyên bố không có cầu thủ nào được đảm bảo suất đá chính và đó là một trong những nguyên tắc đầu tiên của tôi. Khoảng thời gian dài dưỡng thương của Gavi sắp kết thúc khi ngôi sao người Tây Ban Nha dự kiến tái xuất sau quãng nghỉ quốc tế sắp tới. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, huấn luyện viên Hansi Flick có thể sử dụng cầu trò từ các cuộc đụng độ Sevilla, Bayern Munich và Real Madrid ở nửa cuối tháng 10. Tất nhiên, Barcelona chỉ để Gavi trở lại khi được bộ phận y tế bật đèn xanh. Dù Erik ten Hag còn ít nhất 2 trận đấu nữa để giữ ghế, nhưng chiến lược gia người Hà Lan vẫn đón nhận liên tiếp các chỉ trích từ giới chuyên môn. Postecoglou đã là cá nhân mới nhất lên tiếng của phát biểu. Man United đã mất 2 năm rưỡi dưới triều đại này nhưng đội bóng giống như là không có huấn luyện viên vậy. Các thủ tỏ ra vô hồn và trông như không biết làm gì ở trên sân, không có sự nhiệt tình nào xuất hiện cho trận đấu.
bình phục nhanh hơn các dự kiến ban đầu và Kylian Mbappe vừa báo tin vui cho ban huấn luyện của Real Madrid. Theo đó, ngôi sao người Pháp sẽ trở lại tập luyện cùng các đồng đội vào hôm nay và nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, thủ quân Le Bleu có thể xuất hiện ở cuộc đụng độ với Lille tại Champions League. Đây là một tín hiệu vô cùng tích cực với huấn luyện viên Carlo Ancelotti khi Kylian Mbappe có phong độ rất tốt trước khi dính chấn thương. Không chỉ Arsenal mà Paris Saint-Germain cũng chẳng có được đội hình mạnh nhất ở cuộc đụng độ đêm nay. Nguyên nhân là do huấn luyện viên Luis Enrique đã gạch tên Ousmane Dembele khỏi danh sách đăng ký thi đấu vì lý do kỷ luật. Được biết, hai thầy trò vừa có màn cự cãi sau trận đấu với Rennes và ngôi sao người Pháp lập tức bị trừng phạt. Hiện tại chưa rõ thời điểm Ousmane Dembele được thi đấu trở lại, huấn luyện viên Luis Enrique vẫn bỏ ngỏ vấn đề trên. Thật kém may mắn cho tuyển Đức khi Ter Stegen dính chấn thương nặng không lâu sau khi Manuel Neuer quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. Việc này dẫn đến nhiều đồn đoán cho rằng trụ cột Bayern Munich có thể cân nhắc chuyện tái xuất trong màu áo Die Mannschaft. Thế nhưng chính Neuer đã phủ nhận kịch bản trên bằng phát biểu: "Tuyển Đức không phải lo lắng khi chúng tôi vẫn có Baumann, Nubel, Leno và cả Kevin Trapp." Đụng độ đối thủ Andrian ở Champions League châu Á và Al Nassr đã nhập cuộc cùng quyết tâm rất lớn. Điều này giúp đại gia Ả Rập Xê Út có bàn mở tỷ số ở phút 45+1 do công của Sadio Mane. Mọi chuyện sau đó tiếp tục diễn biến có lợi cho Á quân của Saudi Pro League khi Cristiano Ronaldo nhân đôi cách biệt trong hiệp 2. Ở chiều đối diện, Al-Rayyan có pha lập công danh dự ở phút 87 và đánh nhận trận thua sát nút với tỷ số 1-2. Cập nhật trên giúp Al Nassr thu về 4 điểm sau 2 trận ở sân chơi châu lục. Trước khi công bố danh sách tập trung tháng 10 thì đội tuyển Pháp đã phải đón nhận lời chia tay của Antoine Griezmann. Ở tuổi 33, ngôi sao xứ Lục Lăng quyết định khép lại hành trình tại Le Bleu sau 137 trận đấu cùng 44 bàn thắng và 38 pha kiến tạo. Trong màu áo gà trống thành vô loa, Antoine Griezmann cùng các đồng đội vô địch World Cup 2018 và từng lấy ngôi tại Nations League. Đây là những thành tích rất đáng tự hào và giờ là thời điểm trụ cột Atlético Madrid tập trung vào sự nghiệp ở câu lạc bộ. Mua sắm khá kiềm chế trong phiên chợ hè vừa rồi, nhưng Liverpool dự kiến sẽ bạo chi vào năm 2025 để cải tổ hàng công. Hiện tại Lữ đoàn đỏ đang để mắt tới cầu thủ chạy cánh Karim Adeyemi của Dortmund và sẵn sàng gửi đi những lời đề nghị. Tất nhiên, The Kop không phải ông lớn duy nhất quan tâm ngôi sao 22 tuổi khi cầu thủ người Đức thể hiện được sự tiến bộ trong vài mùa giải qua. Nhiều cổ động viên Atlético Madrid đã tạo ra một cơn mưa vật thể lạ xuống sân Wanda Metropolitano và không ít người trong số họ lập tức bị bộ phận an ninh giữ lại khi trận derby kết thúc. Điều đáng sợ là dao đã được tìm thấy bên trong một fan quá khích và điều này tạo ra sự lo lắng đối với các thủ. Rõ ràng phải rất lâu nữa thì những ồn ào xoay quanh đại chiến vừa rồi giữa hai ông lớn thành Madrid mới có thể hạ nhiệt được.